đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức Sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Dàn huấn luyện viên Rap Việt tái hợp sau chương trình hé lộ sân khấu âm nhạc cực hoành tráng. Bốn huấn luyện viên Bowie, Cardiff, Suboy và Binzy hiện là những tên tuổi hot nhất trong làng Rap Việt. Trong năm 2020, Bowie liên tục cho ra mắt nhiều MV chất lượng, đặc biệt bản rap Thiên Đàng và Hướng Dương nhận được hàng chục triệu view sau khi ra mắt. Tham dự Rap Việt All Star Concert tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, anh hứa hẹn mang đến những điều thú vị cho khán giả. Sau Rap Việt, tên tuổi của Cardiff ngày càng nổi hơn. Anh được khán giả yêu mến bởi tài dẫn dắt thí sinh cùng sự thông minh, khéo léo. Anh liên tục được mời biểu diễn tại những chương trình lớn cũng như được các nhãn hàng săn đón. Binzy và Suboy cũng là những tên tuổi được nhiều bạn trẻ yêu rap mong chờ. Tại sự kiện âm nhạc lần này, các nghệ sĩ sẽ mang đến những màn biểu diễn hấp dẫn. Ngoài bốn huấn luyện viên, Rap Việt All Star Concert còn có sự góp mặt của bộ đội giám khảo Justin T, Rhymastic, Juno Big Boy cùng nhiều nghệ sĩ khác. Theo thông tin từ ban tổ chức, ekip tham gia thực hiện và biểu diễn gồm hơn 1.000 người với tổng cộng khoảng 50 bản rap được trình diễn. Những tiết mục nổi bật trong chương trình Rap Việt sẽ được dàn dựng mới lạ và độc đáo với sự đầu tư hoành tráng. Bên cạnh đó, những ca khúc mới sẽ được giới thiệu đến khán giả. Sân khấu chứa được gần 10.000 người cũng được đầu tư công phu với trang thiết bị hiện đại. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.